Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đổi gió cầm na đi rừng với bộ trang phục là Nacrot quán quân nha. Đầu tiên na cũng như mọi khi thôi, ăn bùa xanh đầu game để lấy mana. Mình sẽ tập chung farm bùa xanh nha. Team mình trận này là con Nata cầm chứng chỉ đi rừng rồi. Mà chắc chắn nó nhường rừng cho mình rồi, nó cũng không vào rừng, vào top. Nata đi top cầm chứng chỉ ở dưới, thấy AD kiếm được 2 mạng này. Rồi mình cứ farm như vậy, farm nốt con bùa đỏ ra gank sau cũng được. Ngay nào rồi đi về 4 rồi, chắc phải farm nốt chân rồi này. Thôi nhường mạng AD các bạn đi. Đấy, chưa một đâu, cấu rỉa cái chui ra quá mượt, may quá. Rồi, lại ra mít hít tí kinh nghiệm phát. Ở trên Nata bị hai con hành hạ ở trên kia rồi. Thì tí kinh nghiệm này nào. Mít chắc nó không chửi chứ. Đau 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 bạn ơi. Này. Này. Bạn chém không đủ đam này. Mất cái tốc biến ngay. Anh cần blue vậy. Ô mày trách map con rocker, nó rocker chứ, nó núp ở trong kia. Tưởng pha đây rocker đi lên ăn bùa đỏ nó rồi chứ. Thôi làm lại anh em, con này thấy vắng vắng chắc đang con kinh công rồi mà. Lên ngay đấy, chuẩn luôn. Ô con kinh công vai lướt nhầm luôn ạ. Này, ra đây. Được cơ núp bụi này phải không? Không phải luôn. Chắc về rồi. Ô, nó ăn con bùa đỏ này, vào. Nhau rốt. Thôi xong rồi. Úi. Sao lên nhầm. Và tiếp sau đó mình sẽ ăn con bùa đỏ xong rồi lên ganh. Quát phát. Xin một mạng, xin 2 kill không được. Phạm đi. Này rồng này anh em ơi, rồng này. Ở trên kia Nata bị con Island hành rồi, chuyển chỉ. Không đến tầm rồi nhỉ. Thôi lại đi rồi. À may quá, con tí nhịn nó chui về kìa. Chui tốc biến à. Và đây mít nó tốc biến chuẩn thì mình đi. Ăn nhân bùa xanh thôi. Không tí nữa lại bị mất bùa xanh. Na rất cần bùa xanh đấy các bạn. Không có bùa xanh thì không múa được. Này ra mít ra này, đang chạy hết đấy. Một màng, hai mà chạy đi. Ở trên kia mình quan sát dọc cái Joker với là này, Joker lên ăn bùa đỏ. Một chấm dứt. Đây thấy sai con Island nó rồi. À, mình phải để dùng hết chiêu 1 đi ra. À, vào mình đi hất tung không ăn được. Này, chui vào đây. 2 mạng chấm dứt luôn ạ. Quá xanh rồi.
Trận này mình ít đi đẩy chủ phết, tập trung đi farm và ăn mạng. Đặt ta lên nhanh lấy trụ này, chỉnh cái trụ phát. À, Kahi full đi bạn ơi, mất ulti, nhìn thấy con Island nó mất ulti rồi. Ăn bùa đỏ phải. Kéo bùa đỏ rồi. Này lại chờ hết chưa một đây này. Đấy, hết miếng nhiễm chưa? Quay ra chém. Hai điện thoại. Đấy, bây giờ quay lại ăn bùa đỏ thoải mái luôn. Kahi mất chưa cuối. Farm thôi. Bây giờ tem xanh quá. AD quả khá là xanh. Xanh sao? Mình nó xanh trở lại này. Ra xem kiếm được mạng nào không? Một mạng, hai mạng. Ra chỉ vét mạng. Vét mạng là nghề của mình rồi mà. Trụ. Hay quá. Cái sơn này mấy má ơi. Bây giờ mình đủ đam để ăn con cây sơ rồi. Cái này khá hầu báo. Mình đi rừng mình chỉ thích ăn con cây sơ, ít mình ăn rồng vậy. Ít mình ăn rồng. Ăn cây sơ thả đẩy đường nhanh hơn. Này. Này, ra xem kiếm bằng nào. Kiếm một mạng, hai mạng, ba mạng. Được một mạng luôn. Lúc này giết có tí nị, mình tưởng là được con mạng con kia rồi. Trận này đang mình ngủ ở trong rừng cũng nguyên lắm. Joker mất tuôn tiền. Bây giờ một chém rồi mình gần nửa cây máu AD rồi. Mình chủ thôi. AD mình dựng lô cốt tự toang đau phết đấy. Đâu? Cái chiêu AD này là chiêu gì? Pháo tự quang à? Cũng không biết nữa. Mình có hay chơi AD đâu. Về đi mấy má ơi, tí nó phát thu ngược bây giờ. Trời, tập trung farm tí. À, xem ai lên nhau nào. Và đấy mình chờ thêm tí nữa, chắc là có kill của con mít rồi. Chạy, một phát này, lướt hết chiêu trực em. Alan vẫn chạy được kìa. Chết. Ui trời ơi, may quá. Xin con blue ngay. Lại hồi nửa cây máu ngay. Trận này AD mình làm hết rồi. Này. Ui trời. Lấy ba đường luôn đi. Đi. Mất tốc biến luôn đi. Tình hình như này chắc tem một win thôi thôi. Đừng có win tem ơi. Ăn cái sơ đẩy ba đường như nữa. Khổ đau này. Rồi. Chắc là win thôi rồi. Có con AD mình ở đấy. Chắc video mình kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Vẫn chưa win à? Win à? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha. Cảm ơn tất cả các bạn.